sẽ hân hoan tiến vào cùng thánh, tới gần Chúa Trời tuổi thánh xuân. Lauditur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, ngày lễ Chúa Thánh Thường hiện xuống kết thúc mùa Phục Sinh. Biến cố Chúa Thánh Thường hiện xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần đã làm thay đổi con người các tông đồ. Chúa Thánh Thường ban cho các ông một sức sống mới từ Thiên Chúa. Kể từ giây phút đó, các ông đã đứng lên rao giảng về Đức Kitô Phục Sinh. Hội thánh được khai sinh và bắt đầu đi đến tận cùng trái đất. Một hội thánh luôn luôn có Chúa Thánh Thần hiện diện. Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mỗi người Kitô hữu đều cảm nhận được sức sống mới đang hoạt động trong cuộc đời mình. Bằng sự sống của Chúa, chúng ta làm cho người khác sống đúng với phẩm giá con người. Để được như vậy, chính chúng ta cũng phải được biến đổi nhờ bí tích thánh thể. Những ngày lễ quan trọng trong tuần: thứ ba ngày 11 tháng 6, lễ thánh Barnabas tông đồ; thứ năm ngày 13 tháng 6, lễ thánh Anton thành Padua. Giờ đây mời cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ do linh mục Giuse Đinh Trọng Chính cử hành. Thánh thần Chúa chan hòa khắp vũ trụ, người nắm giữ mọi sự và thông thiên mọi lời. Alleluia. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Như lời Chúa Giêsu đã hứa, Ngài về trời rồi Ngài xin Chúa Thánh Thần ban, xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần xuống cho anh em để Ngài mở tâm mở trí giúp cho anh em thông hiểu mọi sự. Và Chúa Thánh Thần ngự đến trong mỗi tâm hồn chúng ta để chúng ta canh tân bộ mặt trái đất. Giờ đây chúng ta cùng nhau dâng thánh lễ để hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse Đinh Văn Mai vừa mới qua đời, là thân nhân của gia đình anh chị Nghĩa Vân. Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Joachim Vũ Thưởng, Joachim Vũ Văn Đường, Anna Hà Thị Rịp nhân dịp lễ rỗ. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho linh hồn Phaolô Hoàng Đức Chính. Xin cho tất cả những linh hồn này được ơn sủng của Thiên Chúa trên nước trời muôn đời. Giờ đây chúng ta xin lỗi Chúa và anh chị em để xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa mọi năm và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi lại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin được bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới đây cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng
Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa giáo hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chức sắc tông đồ công vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tụ một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đầu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Jerusalem có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilee, nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Parthi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Phonto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya, cận Cyrene và người Roma cư ngụ ở đây, là người Do Thái và Tòng giáo, là người Sê-la và Ả Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: thế này là nghĩa gì? Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: họ đầy rượu rồi. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin căn tân bộ mặt trái đất. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin căn tân bộ mặt trái đất. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại. Lạy Chúa, thật nhiều thay công của Ngài, địa cầu đầy rẫy mọi thu tao của Ngài. Lạy Chúa,
xin sai thánh thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Ngài rước hơi thở chúng tôi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ cho bụi của mình. Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chúng được tạo thành và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. Lạy Chúa, xin sai thánh thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui. Phần con sẽ hân hoan trong Chúa. Lạy Chúa, xin sai thánh thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tư hữu Côrintô. Anh em thân mến, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần, có nhiều thứ chức vụ nhưng chỉ có một Chúa, có nhiều thứ công việc nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người tùy theo lợi ích chung. Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chung trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Ca tiếp liền. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài cứ đến và từ trời đó ánh quang minh của Ngài ra. Lạy Cha kẻ cơ bản, xin Ngài ngự đến, đấng ban ân huệ, đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến. Lạy đấng an ủi tuyệt vời, là thánh chó hiền lương của tâm hồn, là đấng quý lao dịu dàng, Chúa là sự nghỉ ngơi trong cánh lòng than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi sự sáng chứa chan hồng phu, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tin nữ của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tươi đôi chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Xin hôn nắng điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ chật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân từ, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ đời đời. Amen. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, cử hành thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là chúng ta chấm dứt mùa phục sinh để bước vào mùa thường niên. Hay nói cách khác, mùa phục sinh kết thúc vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và như thế, ơn của Chúa Thánh Thần qua các bài đọc của ngày hôm nay cho chúng ta biết bước qua mùa thường niên là bước vào sứ vụ của mỗi người chúng ta, tiếp nối công cuộc loan báo tin mừng mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên trần gian. Thưa quý bà và anh chị em, ơn của Chúa Thánh Thần cho chúng ta thấy trong bài đọc 1, đó là trong ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ tụ họp vào cầu nguyện như thường lệ, và bỗng có một ngọn lửa xuất hiện và chia ra, tản ra từng ngọn lửa đậu trên đầu của các môn đệ. Được rồi, từ đó các ông được đầy tràn lửa yêu mến của Chúa Thánh Thần, các ông đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa, và đặc biệt nữa là ơn can đảm và khôn ngoan để bắt đầu bước ra rao giảng tin mừng. Chúng ta nghe sách Tông đồ Công vụ kể hàng loạt tên các địa danh mà chắc chẳng mấy khi chúng ta nhớ nổi. Đó là những tên Phati, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, người ở Rome, người ở Do Thái, người ở Tiểu Á, người ở Ai Cập, người ở Libya, cận Kyrene, rồi cả người ngoại giáo. Tất cả những nơi đó đều được nghe các môn đệ nói về mầu nhiệm Chúa phục sinh, nói về cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu bằng ngôn ngữ của họ. Đấy mới là điều đặc biệt. Tất cả họ đều thắc mắc: "Ủa, tại sao những người này, họ là người gốc Do Thái, họ là người Israel, mà tại sao họ lại nói được ngôn ngữ của mình?" Cho nên điều đó cho chúng ta nhớ lại câu chuyện trong Cựu Ước, đó là câu chuyện Tháp Ba Bèn. Sau đại lụt Hồng Thủy, con người muốn xây một tòa tháp cao chọc trời để không còn lệ thuộc vào Thiên Chúa nữa, để không còn bị Thiên Chúa trừng phạt bằng đại lụt nữa. Con người muốn chống lại Thiên Chúa bằng cách cùng nhau xây lại một tòa tháp cao, và nếu có mưa, có ngập, có lụt thì vẫn còn sống ở trên tòa tháp ấy. Tuy nhiên, khi xây dựng dở dang thì vì bất đồng ngôn ngữ, vì bất đồng quan điểm, và đặc biệt hơn vì kiêu ngạo chống lại Thiên Chúa, cho nên người ta không kết thúc, không hoàn tất được ngôi tháp đấy. Đấu đá nhau, chửi rủa nhau, cãi vã nhau, người nào cũng cho rằng mình đúng, và cuối cùng không ai nghe ai vì mỗi người đều có một thứ ngôn ngữ khác nhau. Nhưng ngày hôm nay, các tông đồ lại được mọi người nghe, dù rằng họ ở khắp các miền xa xôi, họ ở khắp các nơi mà chưa một lần nhìn thấy Đức Giêsu Kitô, nhưng họ vẫn được nghe cùng một ngôn ngữ, cùng một mầu nhiệm, cùng một ơn sủng.
Đấy là điều đặc biệt nơi Chúa Thánh Thần tác động nơi các môn đệ. Và ngày hôm nay chúng ta cũng được nghe Thánh Gioan kể lại lần Chúa Giêsu hiện đến với các ông. Chúa Giêsu hiện ra cho các ông xem tay và cạnh sườn, là chính đấng đã bị treo trên thập giá, là chính đấng đã bị đóng đinh, đã chết, đã an táng. Nhưng bây giờ người đã sống lại, xem tay và cạnh sườn thầy đây, để chứng minh rằng qua ân sủng của Thiên Chúa, đặc biệt là tác động của Chúa Thánh Thần, Ngài đã phục sinh. Để rồi từ ân sủng của Chúa Thánh Thần phục sinh đấy, Ngài thổi hơi vào các ông, truyền Thánh Thần cho các ông. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, chứ không phải các con hãy nhận lấy hơi thở của ta. Các con đã có hơi thở ngay từ thuở tạo thiên lập địa, khi Chúa thổi hơi vào Adam để cho ông có nguồn thần khí, có sự sống. Và hôm nay Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô một lần nữa thổi hơi vào các môn đệ, thổi hơi vào chúng ta để ban cho chúng ta sự sống mới, sự sống của Chúa Thánh Thần. Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần, để rồi cái nguồn ân sủng mới ấy, nguồn sức sống mới ấy đem lại cho các con bình an. Chỉ có ân sủng của Chúa Thánh Thần mới đem lại cho chúng ta bình an. Các môn đệ nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, cho nên các ngài luôn bình an trong mọi hoàn cảnh. Dù bị chống đối, dù bị nhào báng, họ đầy rượu rồi nói năng nhảm, nói cuội, nhưng các ngài vẫn bình an. Rồi các ngài còn bị đánh đòn, còn bị cấm đoán, và thậm chí bị giết chết, nhưng các ngài vẫn bình an, bởi vì các ngài đã nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần nơi Đức Kitô. Chúng ta ngày hôm nay được Thánh Phaolô nhắc cho chúng ta một phương châm sống rất căn bản, đó là nếu tất cả chúng ta dù khác biệt ngôn ngữ, khác biệt khả năng, khác biệt ân sủng, khác biệt ơn gọi, nhưng chúng ta cùng một Chúa Thánh Thần và cùng một mục đích. Điều này rất quan trọng, thưa quý bà và anh chị em, trong cộng đoàn của mình, trong giáo xứ của mình và ngay trong gia đình của mình. Tại sao nhiều khi chúng ta thấy rằng là rõ ràng cùng một mục đích rất tốt đẹp, nhưng mà đến khi bắt tay vào làm việc là cãi nhau, là ẩu đả nhau, là sầm xì nhau, là giận dỗi nhau, và thậm chí không hợp tác với nhau. Chúng ta cần phải xem là phải chăng chúng ta chưa làm cho ân sủng của Chúa Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận trong ngày chúng ta nhận phép thêm sức sống trong tâm hồn của chúng ta, để chúng ta cùng một tiếng nói chung, cùng một mục đích chung và cùng một lợi ích chung, chứ không phải lợi ích của cá nhân. Tuy chúng ta có nhiều khả năng cũng như chi thể có nhiều bộ phận, nhưng cùng chung một công việc, cùng chung một ân sủng. Vậy thưa quý bà và anh chị em, nếu chúng ta cùng nhau làm việc chung mà thấy bất bình an, thì lúc đó chúng ta phải xem lại. Chỉ có khi nào mỗi người chúng ta dù rằng khác biệt về mặt ngôn ngữ, chúng ta nói tiếng Việt trên đất Úc, chúng ta nói tiếng Việt trên đất Mỹ, chúng ta nói tiếng địa phương mình trên đất nước Việt Nam, nhưng vẫn quan trọng hơn là cùng một ngôn ngữ xuất phát từ tin mừng. Điều đó mới là quan trọng. Còn bao nhiêu quốc gia trên thế giới này có bấy nhiêu thứ ngôn ngữ riêng biệt không quan trọng. Đối với Chúa Thánh Thần thì các vị thừa sai đã loan báo một tin mừng cứu độ trên khắp thế giới rồi. Như thế chúng ta không quan trọng tiếng Anh hay tiếng Việt, tiếng Pháp hay tiếng Tây Ban Nha, mà quan trọng là tiếng nói từ tin mừng. Và chỉ có tiếng nói ấy mới đem lại cho chúng ta nguồn bình an đích thực. Xin Thánh Thần của Thiên Chúa là đấng canh tân bộ mặt trái đất, làm sống lại những ân sủng mà chúng ta đã lãnh nhận, để rồi tất cả chúng ta cùng nói một tiếng nói chung, để cùng làm sáng danh Chúa, để rồi tất cả chúng ta được sống bình an và đem lại bình an cho những người xung quanh. Amen.
Trong niềm tin vào Chúa Thánh Thần và ân sủng của Ngài, giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng gánh và tham gia vì chúng ta, hỡi quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu vô hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã tuôn đổ Thánh Thần của Ngài vào trong tâm hồn chúng ta và biến đổi chúng ta trở nên con cái trong Đức Kitô. Giờ đây hiệp nhất trong một thân thể nhiệm màu của Đức Kitô, chúng ta cùng nhau nguyện xin. Chúa Thánh Thần làm cho dân chúng thập phương tại Jerusalem nghe tin mừng bằng thổ ngữ của họ. Xin cho Hội Thánh luôn kiên trì tìm kiếm những cách thức hữu hiệu để rao giảng chân lý cứu độ cho con người thời nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa Thánh Thần là đấng mang lại bình an và đổi mới mặt địa cầu. Xin cho các vị lãnh đạo chính quyền biết chăm lo cho hòa bình và lợi ích chung của xã hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa Thánh Thần là đứng an ủi. Xin cho những người đau khổ, bệnh tật, tù đày, nhất là những người đang cần đến lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay, được cảm nghiệm lòng Chúa xót thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa Thánh Thần là tình yêu và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Xin cho những người đang sống ơn gọi hôn nhân và gia đình luôn biết mở rộng tâm hồn đón nhận nhau trong yêu thương chân thành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, xin đổ đầy Thánh Thần Chúa trên chúng con, để chúng con cũng cảm nghiệm được sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã ban cho các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Nhờ đó, chúng con có được sức mạnh, đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng, đức mến nồng nàn và can đảm ra đi giới thiệu Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất,
chúc tụng Chúa đã lòng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúa tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã lòng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và biểu lễ cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh tử Giêsu Kitô mà cử Chúa Thánh Thần đến giúp chúng con thấu hiểu mầu nhiệm hy lễ và hướng dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Phật là chính năng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, hôm nay Chúa rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Chúa nhận làm nghĩa tử. Nhờ kết hợp với con một Chúa, chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời, cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Chúa vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa đang đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn nâng ngửa lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa thực ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị đổ vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi cứ
Kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu đồ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Timothy chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là linh hồn Joachim, Anna, Giuse và Paulo, là những linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào gửi ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, mạng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Không có ơn Chúa Thánh Thần, không ai có thể làm theo lời dạy của Chúa Giêsu. Bây giờ đây, cùng với ơn Chúa Thánh Thần, theo lời dạy của Ngài, chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin gói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta hãy hân hoan chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, vì
Tay mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Alleluia. Bằng chính cuộc sống luôn giữ lời Ngài phán dạy và tuân theo lời Chúa, đem hy vọng với hạnh phúc cho những ai trung thành vẫn giữ lời Ngài. Tình yêu thương muôn ơn như thác ngàn, Ngài thật là vị tôn sư tình yêu không bến bờ. Đến khi nào con tìm thấy hạnh phúc ngay giữa gian trần khó nhọc và thương đau, thì Chúa không để mặc con mồ côi, ban đấng muôn đời là an ủi tuyệt vời. Cha ban thánh thần là đấng bảo trợ luôn ở cùng chúng. Thật là vị tôn sư tình yêu không bến bờ. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khí và bánh bởi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban để thần khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bởi trời ban sinh lực giúp cho người thế đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em luôn được bình an. Hallelujah, hallelujah. Ta ơn Chúa, hallelujah, xin người đến hôn con, lại mong chờ ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chủ nhật. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lời đế Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.